phẩm Rơi trong chơi vơi, tác giả nhà báo Lê Võ Nguyệt Thương, giọng đọc Sơn Tùng. Rơi trong chơi vơi, một tiểu thuyết đầy ám ảnh mới đây của nhà văn An Hạ về những người trẻ cô độc tới khốn cùng trong đời. Đó là câu chuyện kể về cuộc gặp gỡ kỳ lạ giữa hai con người đã từng gặp phải những tổn thương tinh thần trong quá khứ và tìm đến cái chết. Hai nhân vật không tên dường như đã chết ngay cả khi đang sống. Họ đồng hành cùng nhau trên một con đường vô hình dẫn tới cái chết. Và khi nỗi cô đơn gặp nhau, chúng có thể cộng hưởng thành hạnh phúc, nhưng cũng có thể sẽ nhân đôi tuyệt vọng để vĩnh viễn trở thành hai đường thẳng song song. Nguyên nhân hai người tìm tới cái chết nằm ở thẳm sâu của những đớn đau, đứt gãy, mất mát lòng tin. Và cách để họ trao đổi với nhau là bằng những dòng chữ ở một cuốn sổ với những chia sẻ vô cùng ngắn ngủi. Nhưng nhìn một chữ có thể thấu hiểu cả ngàn điều sau những điều chẳng muốn nhắc lại. Mẹ đã chết, bố đi biệt tăm hơn 20 năm, tôi đã ly hôn, tôi vẫn là một thằng khiếm khuyết, không ai muốn ở gần tôi. 5 tuổi, bố chết, 9 tuổi, mẹ lấy chồng, 13 tuổi, bị bố dượng xâm hại. Lần đầu yêu và bị phản bội, 29 tuổi, cần một nơi không bị quấy rầy để chết hoặc cùng chết. Họ gặp nhau trên tàu, cùng tìm đến Sapa, cùng dự kiến cho nhau cái chết của mình bằng công thức đếm lùi thời gian. Để rồi họ chạm vào nhau như một định mệnh, bởi câu chuyện của hai kẻ hoàn toàn xa lạ đã trải qua quá nhiều nỗi đau cùng lúc, cảm thấy không thể tiếp tục sống. Và trên bước đường tìm đến cái chết, họ gặp nhau, hóa ra chính là hành trình tìm ra vẻ đẹp của cuộc sống và tự chữa lành vết thương lòng. Tựa cuốn sách Rơi trong chơi vơi như cách tìm đến những người đang mang trong mình những nỗi đau khó nói nên lời, chia sẻ một vòng ôm để có thể giữ nhau lại. Hóa ra không phải chỉ nỗi đau thể xác tật bệnh mới xui khiến người ta tìm đến cái chết. Có độc giả cũng là nhà văn đã hỏi An Hạ rằng tại sao nhân vật ở tận cùng cô đơn, rách nát trong thẳm sâu tâm hồn, dạn vỡ niềm tin, lại không cho họ đến với nhau, bù đắp và tìm lại niềm tin ở cuộc đời. Cuộc sống này thật đẹp, chân lý giản dị ấy không phải lúc nào cũng được thừa nhận, khi vẻ đẹp cuộc sống thường chỉ được đánh giá qua những chìm nổi của mỗi cuộc đời riêng. Những gì xảy ra với chúng ta trong cuộc đời chúng ta luôn quan trọng hơn chính bản thân cuộc sống. Và những dòng kết thúc tiểu thuyết như hóa giải mọi điều. Khi thoát khỏi tham lam, khỏi những tranh đua như đợt tranh sóng ồ ạt trong xã hội loài người, hạnh phúc đơn giản là được sống, được tồn tại trong một thế giới đầy chặt những điều diệu kỳ. Có lẽ ai trong cuộc đời, tới một ngày nào đó, một giai đoạn nào đó, đều lần lượt trải qua những tháng ngày tuyệt vọng. Những bế tắc, khủng hoảng, đổ vỡ sẽ dồn dập nối liền nhau. Như mọi điều chỉ có thể được giải mã khi bạn đối diện với chính nó. Khi một cánh cửa này khép lại, sẽ có cánh cửa khác mở ra. Bạn có thể thả trôi tất cả, có thể buông mọi thứ, bởi bạn không thể giữ chặt một cốc nước nóng. Khi thấy bỏng, bạn sẽ buông tay, miễn trong tâm bạn lấy lại sự tĩnh lặng. Một người đã từng yêu, một ngày không còn yêu bạn nữa thì cũng không cần nhọc công níu kéo, bởi khi tình yêu đã hết thì không gì lấy lại được. Có nhiều người tự làm đau mình khi dốc lòng dốc sức nắm chặt trong tay thứ không còn thuộc về mình, hoặc họ đã từng thất vọng rồi hy vọng và lại thất vọng. Họ lo sợ trong cơn trầm cảm có thể họ sẽ làm điều dại dột, tìm tới cái chết để mong anh ta biết tới. Nhưng như một nhân vật trong truyện ngắn Nắng của Phan Thị Vàng Anh, ngày cô ngã xuống biển sâu, đám cưới của anh vẫn diễn ra, nắng vẫn vàng lắm, vẫn rực rỡ lắm. Thế nên chỉ khi bạn dũng cảm bước đi, tới một ngày bạn sẽ thấy, sao có lúc bạn đã ngớ ngẩn nghĩ rằng sẽ chết vì người này. Đấy là khi trong tim bạn, con người đó không hiện hữu. Rồi một ngày bạn nhận ra, người yêu bạn chỉ mang đến cho bạn những nụ cười, không phải là nước mắt. Bạn sẽ nhận ra đâu là người ấm áp, đâu là người chỉ yêu chính bản thân mình. Và điều quan trọng, trong tận cùng tuyệt vọng sẽ không còn gì đáng sợ nữa. Không sợ cô đơn, không sợ một mình, cứ bình tĩnh sống, rồi bằng một cách nào đó tất cả đều sẽ qua. Khi bạn không thể dựa vào ai khác ngoài chính bản thân mình. Tới một ngày, khi đi qua nhiều giông bão, khi trở về từ nhiều cách,
đó là chết đi sống lại. Bạn sẽ an yên và yêu cuộc sống này theo một cách nào đó, như ca từ của Trịnh: tôi là ai? Là ai mà yêu quá đời này? Như chị Thu Giao, một phụ nữ truyền cảm hứng cho phái đẹp, sau khi đã bước qua những nỗi đau tới tận cùng, trong lòng chị, cái còn lại vẫn luôn là những điều đẹp đẽ. Trong lòng tôi có một nụ hoa nhỏ bé, âm thầm, nở mỗi ngày. Nụ hoa tự tôi gieo, tự tôi tưới, tự tôi không bao giờ quên chăm sóc, dù ngày mệt nhọc hay vất vả. Dù có lúc thật buồn hay tuyệt vọng về con người, về đời sống, tôi vẫn chăm một vườn hoa của chính tôi. Tôi nhận ra bao ân huệ tôi có được, sự may mắn tôi có được, có khi thật ra cũng giản dị thôi, nhưng được nhân lên rất nhiều lần. Niềm vui và hạnh phúc của tôi kéo dài gấp nhiều lần so với mọi người, chỉ vì những nụ hoa biết ơn cứ nở mãi trong lòng, khiến tôi luôn cảm thấy bình an, dễ chịu, khiến tôi nhận ra cuộc sống là những làn sóng vô tận phản hồi lại suy nghĩ và thái độ sống của chính tôi. Tôi nghĩ mọi thứ đều liên quan đến nhau. Thứ tôi nhận được và thứ tôi cho đi, thứ tôi cảm thấy và thứ tôi tạo ra, thứ tôi khao khát và thứ tôi nỗ lực. Cho đi là luôn nhận lại. Trong lòng thật nhiều tình yêu là tự dưng được yêu. Lòng biết ơn làm sao nhận ra bao điều đẹp đẽ cảm động trong đời sống. Dù bé nhỏ, dù vô hình, dù có khi ta chả kịp làm gì để tỏ bày, nếu mỗi ngày ta chăm vườn hoa biết ơn, ta sẽ có cả một cánh đồng hoa biết ơn rực rỡ lúc về già. Một món ăn ngon, một bản nhạc đúng lúc, một câu nói tử tế chân thành, một lời hỏi han, một món quà hợp lý, hợp ý. Tỉ tỉ thí dụ về những điều đẹp đẽ mà người ta thường chả để tâm, họ thường coi là đương nhiên khi sống gần nhau quá lâu, hay họ ít coi trọng. Cuộc sống là điều tuyệt vời nhất mà chúng ta có được. Ai cũng hiểu rằng cuộc sống này có giới hạn và mỗi chúng ta chỉ được sống một lần. Ai cũng muốn sống một cuộc đời ý nghĩa, làm được những điều tuyệt vời. Vậy mà có những người lại không muốn đi chọn một kiếp người. Họ chọn cách ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ. Trong khi đó cuộc sống vốn dĩ vẫn luôn như thế. Mọi điều đến và đi trong cuộc đời đều có lý của nó. Ai rồi cũng đều sẽ đi qua những bi kịch và đau đớn để trưởng thành, để biết nâng niu những hữu hạn và vô thường, để biết trân quý những điều nhỏ bé. Đơn giản như đi qua những ngày mưa, biết yêu những ngày nắng mà thôi. Khi tôi viết những dòng này, một chiến binh dũng cảm, một thiên thần vừa đi về nơi xa sau 7 năm chống chọi với ca phổi. Năm ấy Phạm Thị Huế mới 16 tuổi. Bác sĩ nói cô sẽ chỉ còn sống 3 năm nữa. Thế nhưng những việc Huế đã làm được lại đầy đặn, đúng hẹn. Như mọi bạn trẻ khác, tốt nghiệp trung học phổ thông, rồi vào đại học và tốt nghiệp đại học, tôi gặp Huế khi tiến sĩ Đặng Hoàng Giang ra mắt cuốn sách Điểm đến của cuộc đời. Ông viết về những nhân vật có thật đã sống những ngày cuối đầy ý nghĩa để chống chọi với những cơn đau còn đáng sợ hơn cả cái chết. Phạm Thị Huế, cô sinh viên bệnh nhân ca quê lúa Thái Bình, khi ấy đang ấp ủ đề tài làm rượu vang từ Thanh Long Đỏ, đã chia sẻ về những nỗi đau di căn và những lấp lánh trong tuổi trẻ của từng ngày được sống của cô. Ấy là cô đã học đại học, đã giúp những bệnh nhân ca khác vượt qua những cơn đau, chống chọi bệnh tật. Rất nhiều người bạn, những em bé và cả người yêu của cô đều đã ra đi. Nhưng với Huế và những bệnh nhân ca khác, họ không sợ chết bằng sợ những cơn đau xé thịt, xé xương. Mình muốn nói với tất cả mọi người rằng không ai biết chắc được ngày mai mình sẽ ra sao, nên ngay từ lúc này hãy sống và cảm nhận cuộc sống trong từng hơi thở. Hãy bỏ hết lo âu sợ hãi, ngày mai để ngày mai tính. Cảm ơn Mementory đã mang đến cho mình cơ hội sống của cuộc đời đầy ý nghĩa. Cảm ơn tất cả mọi người đã yêu thương mình trong suốt hành trình vừa qua. Rồi tất cả sẽ trôi qua theo đúng như quy luật của cuộc sống. Nhưng điều còn mãi lại là chúng ta đã trao cho nhau tình yêu, niềm tin để nối dài những yêu thương. Cũng như Huế luôn mỉm cười, luôn trả lời rằng em vẫn ổn mỗi khi tôi hỏi thăm, dẫu vừa trước đó em đã đau biết bao nhiêu. Như biết được rồi ngày ấy sẽ tới, ngay sau Tết, Huế đã cùng mẹ đi làm xác nhận hiến tặng giác mạc, để lại đôi mắt sáng cho ai đó sẽ luôn được nhìn thấy mặt trời.
và em đã ra đi như thế, tận hiến cho từng phút giây cuối đời suốt 7 năm, như mỗi ngày em đã sống cho cả 100 năm.